Kính chào quý bậc phụ huynh, cô chào các em học sinh đang theo dõi trên truyền hình. Cô tên là Nguyễn Thị Huyền Trang, giáo viên trường tiểu học Thủy Lương, thị xã Hương Thủy. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành với các em trong môn tiếng Việt lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hôm nay, chúng mình cùng nhau học bài 16, tiết 3, nghe viết khi trang sách mở ra. Tiết 4, luyện tập từ ngữ nhị đặc điểm, câu nhiêu đặc điểm, dấu chấm hỏi. Để bắt đầu tiết học, các em cần chuẩn bị cho cô những đồ dùng học tập sau. Chúng mình đã sẵn sàng chưa nào? Cô trò ta cùng nhau vào hoạt động thứ nhất. Nghe viết khi trang sách mở ra. Hôm nay chúng mình sẽ viết hai khổ cuối bài thơ khi trang sách mở ra. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 66 hoặc có thể theo dõi trên màn hình, lắng nghe và đọc thầm theo cô. Khi trang sách mở ra, trang sách còn có lửa, mà giấy chẳng cháy đâu. Trang sách có ao sâu, mà giấy không hề ướt. Trang sách không nói được, sao em nghe điều gì? Dạt dào như sóng vỗ, một chân trời đang đi. Nguyễn Nhật Ánh. Sau khi đọc hai khổ thơ, các em thấy khổ thơ này muốn nói lên điều gì? Hai khổ thơ cho chúng ta biết sách mang đến cho ta bao điều kỳ diệu, thú vị, mở ra trước mắt các em cả một thế giới sinh động, hấp dẫn. Nhờ đọc sách, chúng mình biết thêm được nhiều điều. Vì vậy, các em hãy cố gắng đọc thật nhiều sách để mở mang tâm hiểu biết nhé. Chúng mình tiếp tục quan sát lên màn hình và cho cô biết trong hai khổ thơ này có những dấu câu nào. Trong hai khổ thơ này chỉ xuất hiện một dấu chấm ở dòng cuối khổ thơ thứ nhất và một dấu chấm ở dòng cuối khổ thơ thứ hai. Vậy những chữ nào trong bài được viết hoa? Những chữ được viết hoa trong bài là chữ đứng đầu của tên đề bài, đó là chữ khi, và các chữ đứng đầu của mỗi dòng thơ gồm các chữ trang, mà, trang, mà, trang, sao, dạt, một. Ngoài ra, chúng ta cũng cần viết hoa chữ cái đầu của một tiếng trong tên tác giả ở cuối bài. Trong bài có một số từ ngữ khó, dễ nhầm lẫn khi viết. Cô hướng dẫn các em như sau. Từ ngữ đầu tiên là từ trang sách. Từ thứ hai là từ ướt. Từ thứ ba là từ dạt dào. Và từ cuối cùng là từ chân trời. Khi viết các từ này, các em lưu ý. Với từ trang sách, chúng mình cố gắng viết hoa chữ cái đầu của tiếng trang và viết đúng âm đầu trờ phân biệt với âm đầu chờ. Với tiếng sách, các em chú ý việc đúng âm đầu sơ phân biệt với âm đầu sơ. Với từ ướt, các em chú ý việc đúng âm cuối tơ phân biệt với âm cuối cơ. Từ dạt dào, các em chú ý việc đúng âm đầu dơ ở tiếng dạt và tiếng dào. Tiếng dạt chữ dơ chúng ta sẽ viết hoa, và lưu ý với cô là việc phần át với âm cuối tơ. Còn từ chân trời, tiếng chân các em chú ý việc đúng âm đầu chơ, vần ân có âm cuối nơ, tiếng trời có âm đầu trơ, phân biệt với âm đầu chơ. Bây giờ các em hãy lấy vở nhạc ra, cùng luyện viết các từ ngữ này vào vở cho cô nào. Sau khi viết xong, các em hãy nhờ bố mẹ hoặc người thân bên cạnh của mình kiểm tra xem các em đã viết đúng chưa nhé. Để giúp các em trình bày bài chính tả sạch đẹp, cô hướng dẫn chúng mình cách trình bày trong vở Oli như sau. Mời các em lấy vở chính tả ra, cùng quan sát lên màn hình và nghe cô hướng dẫn. Đầu tiên, từ lê vở, các em lùi vào một ô, viết thứ ngày tháng năm mà hôm nay các em đang học. Sau đó, các em xuống dòng, lùi vào bốn ô, viết chữ chính tả, dấu hai chấm, gạch chân chữ chính tả và nhớ viết hoa chữ cái đầu của tiếng chính. Chúng mình tiếp tục xuống dòng, lùi vào ba ô, viết tên đề bài.
viết hoa chữ cái đầu của tiếng Khi. Để bài viết của các em rõ ràng hơn, từ tên đề bài, các em hãy cắt ra cho cô một dòng kẻ, lùi vào ba ô, viết dòng thơ thứ nhất của khổ thơ 1. Tiếp tục như vậy với dòng thứ 2, thứ 3 và dòng thứ 4 của khổ thơ thứ nhất. Các em chú ý đặt dấu chấm ở dòng cuối khổ thơ 1. Chúng mình tiếp tục cắt ra một dòng kẻ, lùi vào ba ô, viết các dòng thơ của khổ thơ thứ 2, đặt dấu chấm cuối dòng thơ của khổ thơ thứ 2. Các em tiếp tục xuống dòng, lùi vào 5 ô, viết hoa tên tác giả. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em cách trình bày bài chính tả trong vở Uli. Sau tiết học này, các em hãy nhờ bố mẹ hoặc người thân của mình đọc để các em chép bài vào vở. Sau khi viết xong, các em hãy mở sách ra cùng soát lỗi. Nếu bạn nào còn mắc một số lỗi, chúng mình hãy cùng nhau liền viết lại các từ ngữ đó để khắc phục lỗi chính tả nhé. Để giúp các em biết cách viết hoa tên người, chúng mình cùng đến với bài tập thứ 2. Các em đọc to yêu cầu của bài tập 2 cùng cô. Viết tên hai tác giả của những cuốn sách em đã đọc. Bài tập này yêu cầu các em viết tên hai tác giả của những cuốn sách em đã đọc. Trong bài trước, cuốn sách của em, các em đã biết được người viết ra cuốn sách gọi là tác giả. Tên tác giả thường được ghi vào phía trên của bìa sách. Bây giờ các em hãy chọn cho mình hai cuốn sách đã đọc, xác định tên tác giả và viết vào trong vở chính tả cho cô. Cô có một số gợi ý nhỏ nhỏ sau. Cô giới thiệu với các em, đây là cuốn sách cô đã đọc. Cuốn sách này có tên là Góc sân và khoảng trời. Nhìn vào bìa của cuốn sách, chúng ta có thể xác định được rằng tên tác giả chính là Trần Đăng Khoa. Và cô viết như sau. Cô giới thiệu cho các em thêm một cuốn sách nữa. Mời các em cùng quan sát. Đây là cuốn sách Tiếng Việt 2 tập 1. Cuốn sách này rất quen thuộc đối với các em đúng không nào? Nhìn vào bìa của cuốn sách, chúng ta có thể xác định được tên tác giả của cuốn sách này. Các em lưu ý, cuốn sách này có rất nhiều tên tác giả. Tuy nhiên, chúng mình chỉ cần chọn một tên tác giả và viết vào vở. Cô chọn tên đầu tiên là Bùi Mạnh Hùng. Cô viết như sau. Các em cùng quan sát tên hai tác giả mà cô vừa viết. Cho cô nhận xét, khi viết tên hai tác giả này, chúng ta viết như thế nào? Nhìn vào tên hai tác giả, chúng ta thấy khi viết tên tác giả của những cuốn sách, chúng mình phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Đây cũng chính là quy tắc chính tả về viết hoa tên người mà các em cần nắm. Cô mời các em nhắc lại quy tắc này cùng cô nào. Khi viết tên người, cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên riêng đó. Cô trò ta cùng nhau đến với bài tập thứ 3. Bài tập này yêu cầu các em chọn A hoặc B. Tuy nhiên, theo đặc điểm cách phát âm của các em ở địa phương, thường nhầm lẫn những tiếng có phần ăn, ăn, ân, ân. Vì vậy, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 3B. Các em đọc yêu cầu bài tập 3B với cô nào. Chọn tiếng trong ngoặc đơn thay cho ô vuông. Bài tập này cho các em các tiếng trong ngoặc đơn, đó là gắn, gắn, nắn, nắng, vân, 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 vân. Và phía bên này là các từ có các ô vuông, chính là các tiếng đã xuất hiện trong ngoặc đơn. Nhiệm vụ của các em đọc thật kỹ các tiếng trong ngoặc đơn, lựa chọn và thay vào ô vuông để tạo thành từ có nghĩa và viết đúng chính tả. Các em hãy làm bài tập này vào vở bài tập giúp cô. Chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô nhé. Với dòng thứ nhất, chọn gắn hay gắn để điền vào ô vuông. Các em lưu ý, với ô vuông thứ nhất,
cô sẽ chọn tiếng gắn. Cô được từ gắn bó. Gắn bó có nghĩa là chỉ mối quan hệ mật thiết liên kết với nhau. Ô phương thứ hai, cô chọn tiếng gắn có âm cuối ngờ. Cô được từ cố gắng. Ô phương thứ ba, cô cũng chọn tiếng gắn có vần ăn. Cô được từ gắng sức. Chúng mình tiếp tục đến với dòng thứ hai. Với dòng thứ hai, ô vuông này, cô sẽ chọn tiếng nắng. Cô được từ ánh nắng. Ánh nắng là từ chỉ tia sáng của mặt trời chiếu xuống. Ô vuông tiếp theo, cô thay bằng tiếng nắn. Cô được từ uốn nắn. Ô vuông cuối cùng trong dòng hai, cô thay bằng tiếng nắn. Cô được từ nắn nót. Với dòng thứ ba, chúng mình sẽ chọn những tiếng nào để thay cho ô vuông. Ở ô vuông thứ nhất, cô chọn tiếng vần. Cô được từ vần thơ. Ô vuông thứ hai, cô chọn tiếng vần. Cô được từ vần trăng. Ô vuông cuối cùng, cô chọn cũng chọn tiếng vần. Cô được từ vần trạm. Chúng mình tiếp tục đến với dòng cuối cùng của bài. Trong ô vuông này, cô sẽ chọn tiếng vân và cô được từ vân gỗ. Ô vuông tiếp theo, cô thay bằng tiếng vân, cô được từ vân lời. Ô vuông cuối cùng, cô thay bằng tiếng vân, cô được từ vân tay. Vân gỗ, vân tay là từ chỉ đặc điểm hình dáng của một số vật. Như vậy, qua bài tập 3, các em đã biết được khi nào chúng ta viết các tiếng có vần ăn, ăn, ân, ân. Cô hy vọng rằng các em sẽ ghi nhớ những từ ngữ này để vận dụng vào việc chính tả cho đúng nhé. Trước khi đi vào hoạt động tiếp theo, cô mời các em cùng đứng dậy, vận động và thư giãn theo giai điệu của bài hát Em yêu trường em. Sau khi được thư giãn, cô nghĩ rằng cả em đã sẵn sàng để bước vào tiết học tiếp theo đúng không nào? Cô trò ta cùng nhau đến với tiết 4. Từ ngữ chỉ đặc điểm, câu nêu đặc điểm, dấu chấm, dấu chấm hỏi. Qua nghe bài hát Em yêu trường em, các em thấy ở trường, lớp có rất nhiều đồ dùng, đồ vật khác nhau như nào bàn, nào ghế, nào sách, nào vở, nào mực, nào bút, nào phấn, nào bạc, vân vân. Để biết xem những đồ dùng học tập ấy có đặc điểm gì, cô trò ta cùng đến với bài tập đầu tiên. Các em đọc yêu cầu bài tập cùng cô. Chọn từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình. Bài tập này yêu cầu các em chọn từ chỉ đặc điểm của mỗi đồ dùng học tập trong hình. Các em cùng quan sát lên màn hình. Cô có 4 đồ dùng học tập. Nhiệm vụ của các em hãy quan sát từng đồ dùng học tập này và chọn các từ ngữ chỉ đặc điểm tương ứng của nó ở trong ngoặc đơn. Các em cùng quan sát lên màn hình và nêu cho cô tên các đồ dùng học tập có trong hình. Nhìn vào đây chúng ta có thể thấy đây chính là hình ảnh của cây thước. Đây là hình ảnh của quyển vở. Phía bên này là hình ảnh của cây bút chì.
và cuối cùng là hình ảnh của lò mực. Những đồ dùng học tập này có các từ ngữ chỉ đặc điểm tương ứng là các từ trong ngoặc đơn. Cô mời các em đọc lại các từ ngữ này. Thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt, tím ngắt. Nhiệm vụ của các em hãy quan sát thật kỹ những đồ dùng học tập và lựa chọn từ ngữ chỉ đặc điểm tương ứng của các đồ dùng học tập đó. Bài này các em hãy hoàn thành trong vở trắng cho cô. Chúng mình cùng kiểm tra kết quả với cô nào. Các em quan sát cái thước và cho cô biết nó có đặc điểm gì. Nhìn vào đây chúng ta thấy cây thước này rất thẳng, vì vậy từ chỉ đặc điểm tương ứng của nó cô chọn là từ thẳng tắp. Với quyển vở thì sao? Chúng mình thấy quyển vở này có đặc điểm là trắng tinh. Quan sát những cây bút chì này, các em thấy đầu bút chì có đặc điểm là nhọn hoắt, vì vậy nhọn hoắt là từ chỉ đặc điểm của đầu bút chì. Còn lò mực này, nhìn vào đây chúng ta thấy lò mực có màu tím, như vậy từ tím ngắt là từ ngữ chỉ đặc điểm của lò mực. Các em cùng nhắc lại tên các đồ dùng học tập và từ ngữ chỉ đặc điểm tương ứng của nó. Thước kẻ thẳng tắp, quyển vở trắng tinh, đầu bút chì nhọn hoắt, lò mực tím ngắt. Như vậy các từ ngữ thẳng tắp, trắng tinh, nhọn hoắt và tím ngắt ta gọi là từ chỉ đặc điểm của các đồ vật, hay còn gọi là từ chỉ đặc điểm của đồ dùng học tập. Cô hy vọng rằng sau bài tập này, các em sẽ vận dụng các từ ngữ này để tạo câu hay và hấp dẫn. Bây giờ cô trò ta cùng nhau đến với bài tập thứ 2. Các em đọc yêu cầu bài tập 2 cùng cô. Kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu nêu đặc điểm. Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình. Cô có hai cột A và B. Ở cột A, cô có ba thẻ từ ngữ. Đó là bàn học của bóng, cuốn vở, cục tẩy. Ở cột B, cô cũng có ba thẻ từ ngữ. Đó là thơm mùi giấy mới, ngăn nắp gọn gàng, nhỏ xíu như một viên kẹo. Bây giờ các em hãy lựa chọn những thẻ từ ngữ ở cột B kết hợp với thẻ từ ngữ ở cột A để tạo câu nêu đặc điểm. Bài tập này các em làm vào vở bài tập giúp cô. Chúng mình cùng kiểm tra nhé. Với thẻ từ ngữ thứ nhất trong cột A, bàn học của bóng, chúng mình thấy bàn học của bóng không thể kết hợp với từ chỉ đặc điểm là thơm mùi giấy mới, mà chúng ta chỉ có thể kết hợp với thẻ từ ngữ thứ hai là ngăn nắp gọn gàng. Vì vậy cô sẽ kết hợp thẻ từ ngữ đầu tiên của cột A với thẻ từ ngữ thứ hai của cột B. Với từ cuốn vở, cô sẽ kết hợp với từ chỉ đặc điểm là thơm mùi giấy mới. Còn thẻ từ ngữ cục tẩy, chúng mình thấy ở những tiết học trước các em đã biết được cục tẩy có đặc điểm là nhỏ xíu như một viên kẹo. Vì vậy cô sẽ kết hợp với thẻ từ ngữ thứ ba trong cột B. Chúng mình được các câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh như sau. Mời các em đọc lại các câu này cùng cô nào. Bàn học của bóng ngăn nắp gọn gàng, cuốn vở thơm mùi giấy mới, cục tẩy nhỏ xíu như một viên kẹo. Như vậy để tạo câu nêu đặc điểm, chúng mình cần có từ ngữ chỉ sự vật hay còn gọi là đồ dùng học tập và kết hợp với từ ngữ chỉ đặc điểm tương ứng của các đồ dùng học tập đó. Bây giờ để giúp các em biết cách sử dụng dấu chấm hỏi, cô trò ta cùng đến với bài tập 3. Chọn dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi thay cho ô vuông. Các em cùng quan sát lên màn hình. Cô có hai khổ thơ.
nói về các đồ dùng học tập. Trong hai khổ thơ này, ở dòng cuối khổ thơ 1 có một ô vuông vẫn chưa điền dấu câu, và ở dòng 2 của khổ thơ thứ 2, dòng cuối khổ thơ 2 có hai ô vuông vẫn chưa điền dấu câu. Nhiệm vụ của các em đọc thật kỹ hai khổ thơ này và thay ô vuông bằng dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi. Chúng mình cùng đọc hai khổ thơ với cô. Sách ơi thức dậy, vợ ơi học bài, ô kia thước kẻ, sao cứ nằm dài. Lại còn ăn bút, trốn tịt nơi đâu, nhanh dậy đi mau, cùng em đến lớp, theo Ngọc Minh. Bây giờ các em hãy làm bài tập này vào vở bài tập tiếng Việt giúp cô. Chúng mình cùng nhau kiểm tra kết quả với cô nào. Ở khổ thơ 1, sách ơi thức dậy, vợ ơi học bài, ô kia thước kẻ, sao cứ nằm dài. Chúng mình thấy trong dòng cuối khổ thơ 1 có xuất hiện một từ khóa, đó là từ sao. Đây là từ dùng để hỏi, vì vậy cuối dòng thơ này chúng ta sẽ thay ô vuông bằng dấu chấm hỏi. Tiếp tục với khổ thơ thứ 2, lại còn ăn bút, trốn tít nơi đâu. Trong dòng 2 của khổ thơ 2 có một từ, đó là từ đâu. Đây chính là từ dùng để hỏi, vì vậy cuối dòng thơ này chúng ta cũng thay ô vuông bằng dấu chấm hỏi. Tiếp tục với hai dòng cuối khổ thơ 2, nhanh dậy đi mau, cùng em đến lớp. Các em thấy đây là một câu kể thông thường, vì vậy cuối dòng thơ chúng ta sẽ điền dấu chấm. Như vậy cô trò ta vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập thứ 3. Cô khen những bạn nào có đáp án đúng nhé. Qua bài tập thứ 3 này các em biết được kết thúc một câu hỏi chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm hỏi, và kết thúc một câu kể thông thường các em sẽ đặt dấu chấm. Cô hy vọng rằng các em hãy ghi nhớ kiến thức này để vận dụng vào đặt câu nhé. Qua tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách trình bày bài thơ khi trang sách mở ra, luyện tập từ ngữ chỉ đặc điểm, câu nêu đặc điểm, cách sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi. Sau tiết học này, các em đừng quên hoàn thành bài chính tả vào vở cho cô nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.